em đi lên đây để mời mọi người ăn đám cưới của em, tại vì sợ là không có cơ hội để gặp mọi người. Sau đám cưới hôm nay thì em sẽ bay qua nước ngoài luôn, ra là em muốn mời hết cả số VIP này. Bây giờ thì đang rất là lo lắng tại vì hôm nay là ngày cưới của Ngọc. Nên thành ra là có phần hơi hồi hộp một chút xíu. Mình sắp về nhà chồng, sắp phải trở thành một người vợ, một người mẹ, một người của gia đình. Nên thành ra là tự nhiên phải chuẩn bị nhiều thứ, không biết là chuẩn bị cái gì hết. Và đây là mommy của mình, thì luôn theo sát đoạn đường của Ngọc trên con đường lấy chồng. Nói chung là Ngọc có hạnh phúc hay không là cũng nhờ vào má, bởi vì má là người sẽ chung sống với chồng của Ngọc. nói giỡn thôi chứ nãy giờ thì Ngọc đang chuẩn bị cho cái vai diễn trong một cái chương trình, đó là Cười Xuyên Việt, thì giúp đỡ cho một người bạn cùng lớp với Ngọc, đó là anh La Thành. Thì hy vọng rằng tiết mục này cũng sẽ đem đến cho anh La Thành một số điểm thật là tốt. Chúc cho anh thi thành công. Vâng, cô dâu chú rể xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái nhất. Bây giờ anh muốn hát gì thì hát, nói gì thì nói. Anh không hát không nói, anh chỉ muốn chia sẻ thôi. Anh chia sẻ cái gì? Không giấu gì mọi người, cô dâu hiện bây giờ đây là người yêu cũ của tôi. Cả nửa Sài Gòn biết cái gì, bây giờ tôi cho cả Việt Nam biết Đương Duy là còn là người yêu cũ của bạn, đúng không? Trên Facebook, trên Facebook. Em bỏ đi Ngọc, em bỏ đi Ngọc. Anh biết gì xảy ra với em và La Thành mà. Hôm nay làm sao cho điểm cao? Đây là chuyện riêng tư, nói thẳng luôn là chuyện cá nhân, ân oán cá nhân, làm sao cho điểm cao được em? Mà lại còn nói là chân thành gì thương biết cả Sài Gòn biết. Ê, ý gì do con nói hả? Cái này tính nguyệt thị, nó này tính nguyệt thị mà không nói hả? Ban nãy vào chương trình nói gì em? Nói cầu hôn cái điểm cầu hôn ấy. Hỏi gì em? Hỏi gì em? Là anh sai. Ok, ở đây tôi nói cái gì là ok, tôi sai. Ok, rồi một đủ lại chặt mày nghe nghệ đi.